Như vậy là hiệp 1 đã được bắt đầu. Trải qua 5 trận đấu gần nhất thì BKMX Bình Dương đã có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Họ đang có phong độ tốt. Ở trong trận đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công hy vọng các học trò của ông sẽ có điểm số và một trận đấu thuận lợi trước đội chủ nhà BKMX Bình Dương. Đã thi đấu ổn định. Chúng ta thấy trợ lý của ông Park Hang-seo là ông Lee Jung-jin. Tuấn Cảnh, Tiến Linh. Không được, vẫn còn. Dứt điểm. Pha băng lên tham gia tấn công của hậu vệ trái, hậu vệ phải Hồ Tấn Tài. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh đã không chiến thắng được thủ môn Lương Bá Sơn. Trong thời gian ở đây thì hậu vệ phải Hồ Tấn Tài đã cải thiện việc tấn công rất nhiều và không chế đi qua hậu vệ trái Xuân Cường. Nhưng tình huống dứt điểm của anh thì quá nhẹ. An toàn. Chúng ta thấy Hoàng Vũ Giáp Sơn tốc độ như thế nào. Hoàng Vũ Giáp Sơn cơ hội dứt điểm không vào. Rất tiếc cho cầu thủ của Thanh Hóa trong tình huống vừa rồi. Chúng ta thấy nỗ lực của Hoàng Vũ Giáp Sơn à, bên phần sân nhà. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Thiện Đức đã chủ quan. Hoàng Vũ Giáp Sơn đã rất khôn khéo và băng lên rất nhanh. Nhưng tình huống dứt điểm của Hoàng Vũ Giáp Sơn đã không chiến thắng được thủ môn Phạm Văn Tiến. Thái Bình, Thái Bình không thể vượt qua được Hồ Tấn Tài. Tình huống bắt bài rất tốt của hậu vệ này. Gustavo, Gustavo đẩy mạnh mất bóng. Hoàng Vũ Giáp Sơn dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của Hoàng Vũ Giáp Sơn, đây là pha dứt điểm thứ hai của Hoàng Vũ Giáp Sơn nhưng không chiến. Đường chuyền sai của tiền vệ Gustavo và Hoàng Vũ Giáp Sơn đã có mặt và dứt điểm rất nhanh. Xuân Cường, Thái Bình không được. Hồ Tấn Tài đã bất bại nhưng vẫn còn. Xuân Cường tạo bóng trong không vào. Tình huống dứt điểm của Hoàng Vũ Giáp Sơn, bóng đi chạch cột dọc và đây cũng là pha dứt điểm thứ ba của Hoàng Vũ Giáp Sơn. Xuân Cường đã bắt bài và băng lên rất nhanh sau tình huống chân trừ của hậu vệ cánh Hồ Tấn Tài. Bàn thắng vẫn chưa đến với câu lạc bộ Thanh Hóa. Cầu thủ Giáp đã về can thiệp nhưng vào đây dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của Lê Phạm Thành Long. Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ Thanh Hóa đã có một tình huống nguy hiểm về phía khung thành của BKMX Bình Dương. Pha dứt điểm bóng đi rất căng nhưng rất tiếc cho Lê Phạm Thành Long là trái bóng đã bay vọt xa trong tình huống vừa rồi. Dứt điểm vào. Người ghi bàn đó là Hoàng Vũ Giáp Sơn. Trong hiệp 1, chúng ta thấy hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đã thi đấu bất cẩn và bây giờ hiệp 2 cũng vậy. Ngay đầu hiệp 2, Hoàng Vũ Giáp Sơn đã mở tỷ số cho câu lạc bộ Thanh Hóa ở phút thứ 47. Một pha dứt điểm rất nhanh của Hoàng Vũ Giáp Sơn. Và trong pha dứt điểm này thì thủ môn Phạm Văn Tiến đã không thể giúp cho BKMX Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này, một pha dứt điểm rất tốt của Hoàng Vũ Giáp Sơn. Một pha bắt vô lề ngay trên không và bóng đi xoáy lượn vào góc cao. Thủ môn Văn Tiến đã phải bó tay. Hàng hậu vệ của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Tiến Linh không được. Pha đánh đầu của Tiến Linh bóng đi vọt xa ngang. Mặc dù bị theo kèm rất chặt nhưng Tiến Linh vẫn có một tình huống đánh đầu rất tốt. Nhưng bóng lại đi vọt xa ngang. Ở trong hiệp 1 và đã có 2 pha trúng đích của Hoàng Vũ Giáp Sơn. Tình huống chuyền bóng bất cẩn. Rất may cho Xuân Cường là thủ môn Lương Bá Sơn đã về bọc lót kịp thời, đã băng ra cản phá chính xác. Tiến Linh đã bắt bài nhưng anh không thể keo kịp đường bóng vừa rồi.
đánh đầu không được. Pha đánh đầu của Gustavo, bóng đi nhẹ, không gây khó khăn cho thủ môn Lương Bá Sơn bên phía đội khách. Nhưng sự áp sát đã gây khó khăn cho cầu thủ đội tuyển Bình Dương. Và bây giờ là phản công cho Thanh Hóa, Hoàng Vũ Giáp Sơn. Bóng vẫn trong chân Hoàng Vũ Giáp Sơn, dứt điểm không được. Pha dứt điểm của Hoàng Vũ Giáp Sơn không phải, đó là Tô Văn Vũ. Đây là Hồ Sĩ Giáp. Làm gì? Dứt điểm không vào. Một pha lắc người và dứt điểm rất nhanh của Hồ Sĩ Giáp, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha lắc người bằng chân trái, bằng chân phải rất dẻo, nhưng bóng đã đi chệch cột dọc. Có vẻ như bóng đã chạm. Tô Văn Vũ đánh đầu không được. Tình huống đánh đầu nhẹ của trung vệ Rabo Ali. Hoàng Phương đường chuyền vào trong rất nguy hiểm, không vào. Rất may cho câu lạc bộ Thanh Hóa là một cầu thủ đã phá bóng trên vạch vôi sau pha đánh đầu của Tiến Linh. Có lẽ là người phá bóng là Xuân Hùng. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm đã xác định bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa. Tô Văn Vũ tạt bóng rất tốt, bóng đã có vẻ như chạm vai của Tiến Linh chứ không phải là chạm đầu. Đúng là bóng đã chạm vai của Tiến Linh. Và cầu thủ Xuân Hùng đã chơi tập trung và phá bóng rất mạnh ra xa để giải quy. Rất may cho câu lạc bộ Thanh Hóa là Xuân Hùng đã bỏng lót kịp thời. Hoàng Phương, Hồ Tuấn Tài, Hồ Sĩ Giáp. Pha phối hợp rất tốt, Hồ Tuấn Tài dứt điểm không vào. Tình huống dứt điểm, tình huống phối hợp 1-2 của Hồ Tuấn Tài và Hồ Sĩ Giáp. Nhưng các cầu thủ Thanh Hóa họ vẫn đang phòng ngự tốt. Pha ngăn chặn của Joseph Malik. Nguyễn Thành Công phòng ngự phản công. Hoàng Vũ Giáp Sơn cơ hội lên bàn thắng, dứt điểm vào không vào. Bóng đi chệch cột dọc trong tình huống vừa rồi. Không hiểu sao Lê Văn Thắng đã có khoảng trống, anh ngắm nghía nhưng pha đẹp lòng, bóng lại đi chệch cột dọc. Hoàng Vũ Giáp Sơn có đường truyền sang tuyệt vời cho Lê Văn Thắng. Sau một đợt tấn công, chúng ta thấy các cầu thủ Thanh Hóa dồn về rất nhanh ở khu vực sân nhà để tổ chức phòng ngự. Raboli không được. Pha cài đè rất tốt, nhưng tình huống ngả người dứt điểm không thành công của Raboli. Lê Văn Đại đã không theo sát đối với Raboli. Đánh đầu không được. Pha đánh đầu bóng đi vọt sang hàng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là pha đánh đầu của Hồng Phước. Không có một cầu thủ nào theo kèm Hồng Phước trong tình huống vừa rồi. Cần phải xử lý nhanh hơn. Đã có pha phạm lỗi. Người bị phạm lỗi đó là Thanh Thảo. Lê Văn Thắng đã phạm lỗi với Thanh Thảo và một quả đá phạt trực tiếp. Không biết là ai sẽ sút phạt đây. Hoàng Phương rất nguy hiểm. Bóng đi căng nhưng chạch cột dọc. Tô Văn Vũ. Hoàng Phương dứt điểm không vào. Và đúng thời điểm này thì trọng tài Trần Văn Trọng đã thổi còi kết thúc trận đấu.
Câu lạc bộ Thanh Hóa đã giành chiến thắng trên sân BKB Bình Dương với tỷ số là 1-0.